Trong bối cảnh xã hội cần phải cách ly để phòng tránh dịch Covid-19 thì người dân được yêu cầu nên ở tại nhà, hạn chế tối đa chuyện đi lại và chỉ ra đường để mua thực phẩm phục vụ nhu cầu thiết yếu. Và tất nhiên, chợ, siêu thị hay cửa hàng tạp hóa chính là nơi mà nhiều người dân ghé đến trong những ngày này. Khi đi mua sắm, bạn đã cố gắng thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ bản thân khỏi các tác nhân gây bệnh như đeo khẩu trang, dùng nước rửa tay sát khuẩn. Nhưng đôi khi, một cách vô tình bạn vẫn có thể tiếp xúc với mầm bệnh hay virus khi đi siêu thị mà không hề hay biết. Có thể nhìn bằng mắt thường, mọi thứ trông có vẻ rất sạch sẽ và được khử trùng tốt, nhưng nó vẫn có thể chứa đầy vi trùng và vi khuẩn gây bệnh. Vì thế hôm nay, hãy cùng điểm qua 5 lưu ý quan trọng mà bạn phải nhớ để tránh mắc phải virus gây bệnh khi đi siêu thị nhé. 1. Cẩn thận với xe đẩy. Thứ đầu tiên bạn chạm vào khi bước vào siêu thị có lẽ là một chiếc xe đẩy hàng. Nhưng đây lại là một trong những ổ vi trùng nhiều nhất. Nhiều người đã chạm tay vào tay cầm xe đẩy trong một ngày và các mầm bệnh từ tay họ đã được chuyển đến tay cầm xe đẩy, sau đó lây lan cho những người tiếp theo. Một nghiên cứu của Tây Ban Nha tiết lộ rằng khoảng 50% xe đẩy ở siêu thị có chứa vi khuẩn Enterobacteria, một loại vi khuẩn đường ruột. Do đó, việc đầu tiên bạn cần làm trước khi chạm vào xe đó chính là lau tay cầm bằng khăn lau khử trùng. 2. Cửa tủ chứa thực phẩm đông lạnh. Vật dụng tiếp theo cần lưu ý chính là các cánh cửa tủ chứa thực phẩm đông lạnh, nơi lưu trữ đồ uống và món tráng miệng yêu thích của bạn. Một nghiên cứu cho biết, tay cầm cửa tủ lạnh là nơi sản sinh của hơn 33.340 vi khuẩn trên một diện tích tương đương 6.4 cm², và vi khuẩn trong vùng này có thể nhân lên với tốc độ chóng mặt. Vì thế, hãy luôn sử dụng dung dịch rửa tay sát khuẩn sau khi chạm vào cửa tủ. 3. Đừng cầm nắm hàng hóa với bàn tay trần. Khi cầm nắm món hàng, bạn có thể sử dụng túi ni lông mà cửa hàng đã cung cấp sẵn, đút tay vào bên trong túi rồi cầm nắm món hàng bằng mặt bên ngoài của chiếc túi. Từ đó, bạn không cần phải chạm tất cả món hàng bằng tay trần nữa. Với các món hàng được bao gói sẵn, bạn có thể đọc kỹ thông tin bên ngoài của món hàng trên bao bì mà không cần chạm tay vào. 4. Giữ khoảng cách. Hãy thực hiện quy tắc giữ khoảng cách ít nhất là 2m khi bước vào khu mua sắm, đặc biệt là khi đứng xếp hàng chờ thanh toán. Nếu như bạn cảm thấy mình đứng quá gần với người đứng trước và người đứng sau, bạn hãy hỏi một cách lịch sự với người đứng sau để họ đứng lùi lại, và bạn cũng bước lùi lại để đảm bảo khoảng cách an toàn. 5. Rửa tay ngay khi về nhà. Nhiều người có thói quen ngay khi về nhà sẽ dùng tay chạm lên mặt, mắt và mũi. Điều này ẩn chứa rất nhiều nguy cơ lây bệnh. Vì thế, hãy đi rửa tay trước đã. Nó có thể giúp bạn loại bỏ những vi khuẩn, virus gây bệnh bạn có thể chạm phải trong suốt quá trình đi mua sắm. Lần tới khi đi siêu thị, hãy ghi nhớ 5 điều trên và kết hợp với các biện pháp an toàn khác để chắc chắn rằng mình không mang mầm bệnh ở siêu thị về nhà nhé. Video đến đây đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới. Đặt online giao hàng tận nhà đúng giờ, giảm 50% phí giao khi mua từ 300.000 đồng, đổi trả sản phẩm trong vòng 48 giờ. Đặt mua online ngay tại Bách Hóa Xanh. Chọn Bách Hóa Xanh, mua nhanh mua dễ.